Thank you.
xuống. Ở đâu nhảy xuống nhìn ta? Đó trên cây dừa này nè. Chân rộng lên lập công nữa rồi anh em ơi. Rồi 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 kìa. Qua bánh trời, để nó xích chơi. Ồ con cu nó bự. Lè lè chơi để nó xích cái đó tiêu ạ. Có con dài kìa. Con cu nó chà bá trời. À, nghe là anh đi từ đám dính đâu không? Đồng cái chân nó trước cái chơi. Cái ăn hả? Cái ăn. Mười lăm phút rồi anh Sang, mới có 15 phút rồi. Đẹo quá hả? Nãy đặt camera mồi của anh Sang, phải đặt mồi này coi được rồi. Cũng hên quá hả? Vừa kìa. Nãy bạn có dính nổi đâu? Dính rồi. Có gì anh? Có lúc đầu đẳng. Thôi hôm nay cũng có người đeo đây hả anh? Rất hoài vậy. Vậy sao? Vậy là nay hên quá rồi. Nay mình hên. Nay nó xuống hả? Ờ. Nay mình hên quá. Dạ hả? Cu này được. Về nó bò cũng dữ lắm nè. Dạ hả? Sợ. Cô này bo dữ thiệt. Vậy nó bo nó cuốc lẹ hơn anh Trơn. Này nhân thổ hơi pha chứ. Vậy hôm nay cũng có người quát gác hoài luôn hả anh? Gác hoài vậy. Vậy bữa nay mình hên rồi. Ồ. Dính móng rồi. Chơi trên số 1 á, ông cũng vô đây. Bên thằng bên Bức Thượng nó cũng qua. Dạ hả? Ông Hồng bên chơi Sang đi quên lấy cái bị sạch. Ông là luôn về là đâu mà vẫn giữ luôn đó. Ông gác từ xưa giờ là giữ luôn đó mà vô đây Bức Thượng. Ông nào anh? Quán cà phê trên số 1 á, ngang chốt á. Dạ. Vàng dữ luôn ha. Nay hên này sung. Sáng này hực kìa. Nãy đi vô cũng nghe mấy người kia nói người ta đeo hoài không dính. Thì cũng giờ cũng vậy đó. Bye.